ba tà kiến vừa chấp thường vừa chấp đoạn kinh văn hiệu tam ma trung chư thiện nam tử kiên ngưng chánh tâm ma bất đắc tiện cùng sanh loại bản quán bỉ u thanh thường nhiễu động nguyên ư tự tha trung khỏi kế độ giả thị nhân trụy nhập tứ điên đảo kiến nhất phần vô thường nhất phần thường luận việt dịch a nan các thiện nam tử đó trong tam ma đẻ tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài quán xét cội gốc thường nhiễu động lăng xăng kia khỏi tâm suy lường giữa mình và cái khác người ấy sẽ rơi vào bốn kiến chấp điên đảo của luận thuyết một phần vô thường một phần thường giàng a nan các thiện nam tử đó trong tam ma đè tránh tâm đứng lặng sáng suốt thiên ma không có cơ hội quấy phá khi hành giả công phu đến mức đạt được định lực kiên cố có được chính tâm nên tà ma ngoại đạo không có cơ hội gây chướng ngại hành giả nữa tuy nhiên một loại tà ma có thể sanh khởi ngay trong tự tâm của mình trong khi quán xét sâu xa nguồn gốc sự phát sinh của muôn loài quán xét manh mối thường chuyển động lăng xăng u ẩn kia xuất hiện trong hành ấm ngay tại giai đoạn công phu này nếu móng khỏi tâm suy lường giữa mình và cái khác thì hành giả sẽ rơi vào bốn kiến chấp điên đảo của luận thuyết một phần thường một phần vô thường say mê thích thú trong sự suy lường về giữa mình và người khác hành giả tạo nên một thứ ma ngay trong tâm mình và rơi vào bốn thứ kiến chấp điên đảo nó nói rằng các pháp là thường lẫn vô thường là sinh lẫn diệt là động lẫn tịnh là ô nhiễm lẫn trong sạch là sống lẫn chết nó bảo chữa biện hộ cho cả hai phía không quyết đoán ở một phía nào cả nó nói bên này đúng và bên kia cũng đúng nó nói vạn pháp là vô thường nhưng cũng nói vạn pháp là thường đó là điên đảo thiếu tính nhất quán làm rối loạn tâm người